Trước mắt quý anh chị đây là chiếc Hyundai Elantra mới về bên em. Xe được sản xuất năm 2016 bản 2.0 màu cam. Phần đầu xe nổi bật lên là những đường nét capo trông rất thể thao, khỏe khoắn và thể thao, cùng với cụm đèn pha Pisenon cảm biến trước và sau. Nhìn tổng thể phía xe phần đầu trông rất là đẹp. Cụm đèn pha phía sau cũng là điểm nhấn của chiếc xe Elantra. Hàng ghế lái tạo cho một cảm giác cực kỳ sạch sẽ, mang màu kem be trông rất thể thao. Chiếc xe đi được 4.000 km với những trang bị đầy đủ. Các màn hình trình tích hợp sẵn cũng là điểm mạnh của chiếc xe này. Cửa sổ trời cũng là một trang bị rất đáng chú ý trên Elantra. Hàng ghế phía sau rộng rãi cũng là điểm mạnh của chiếc xe này. Không thể không nhắc tới cửa gió điều hòa phía sau cũng là một lợi thế của chiếc xe này đối với các chiếc xe khác.